Hello, xin chào anh em nha. Đến YouTube của Thái Hào nha. Đây, hôm nay Hào xin giới thiệu lại mẫu lồng Sin. Mẫu lồng Sin này là anh em sử dụng cho trồng màu thì nhiều, nhưng mà mình có mẫu lồng này là dùng cho chim sâu, bít cô, ốc mít, khoan, xanh tím hút mật nha. Anh em ai có dùng thì liên hệ bên Hào nha. Đây, 250 ngàn một cây như vậy, bao gồm lồng, áo nha anh em. Chưa có cầu cống thôi. Đây, để mình xé cái áo lồng ra để mình cho anh em coi cái bên trong nha. Ok ha, quá đẹp luôn. Ok à, quá tuyệt vời nha. Tay gờ luôn nha anh em. Lồng này hôm trước mình có giới thiệu rồi, nhưng mà hôm nay mình xin được phép giới thiệu lại. Này, tay gờ luôn. Ok ha, tháo thoải mái. Đây, đây phần đây gần nha. Ok nha anh em, rất là đẹp nha. Rồi, bỏ nó vô lại đi, bụi quá. Mấy năm mình bỏ, mình lô này về mình chưa có rửa nên bụi quá, mới về cũng khá nhiều. Anh em cần chơi thì liên hệ bên Hào ha. 250 ngàn chọn bộ áo lòng, chưa bao gồm phí sạc nha anh em ơi. Này anh em mà mua ở nhà ở lợ mình á, chỗ mình thì mình sẽ bán với giá 250 ngàn chọn chọn bộ. Còn dù như mà anh em ở xa muốn sạc thì anh em chịu phí sạc bên bưu điện giùm mình tầm 30-40 ngàn gì đó nha. Ok ha, đây là mẫu lồng Sin phơm cho chim nhỏ nha. Ok, anh em ai cần chơi thì liên hệ cho bên Hào nha. Đây, để đây đi. Tiếp theo nữa là cái mẫu lồng này cũng mình đã cũng giới thiệu một lần rồi. Đây, đây là mẫu lồng mà cũng nuôi cho chim nhỏ luôn. Mẫu lồng thấp thấp chùa nha. Nghe nó có hơi có vẻ nên ấy chứ. Mẫu này là 170 ngàn nha anh em. Đây, nó có trùng trùng chống kiến nha. Cái này là bỏ mình chế miếng dầu vô là mình chống kiến nè. À, anh em chỉ cần chế dầu đây là anh em cho chim ăn sâu, ăn dế, ăn cào cào, chứng kiến thoải mái không sợ kiến vô nha. Ok ha, đây. Đây nó dính cái keo hay gì. Mới về mà cũng lấy đại một cái ra cho anh em xem thôi. Đây nha anh em, 170 ngàn nha anh em. Cái này 170 ngàn, chưa bao gồm phí sạc ha. Cái lậu cái mẫu này là không có áo nha anh em. Ok ha anh em, sản phẩm này là hiện tại giá của nó là 170 ngàn nha. Bên em hiện tại mình chỉ có vài cây thôi, anh em hãy chơi liên hệ mình ha. Đây, cái này anh em về nuôi chim sâu, chim hút cô, hút mật, khoan ha, rất là ok, xanh tím đâu ha. Đây, ok ha, 170 ngàn nha. Cái này hàng này hai mẫu lồng này, anh em ai cần chơi, anh em ai cần chơi thì liên hệ cho bên anh em ai cần chơi thì liên hệ cho bên Hào ha. Tại mình sẽ để một cái mình sẽ để cái đường link mua bán hàng. Mình sẽ để đường link bán hàng ở trên YouTube ha. Đường link web của mình á, để trên đó anh em có đặt hàng thì vào đó đặt ha. Hoặc là anh em alo qua số điện thoại cho mình 0967198105 nha. Hoặc là Zalo luôn, cũng 0967198105 luôn. Anh em cứ liên hệ cho bên nào ha, họ sẽ ship hàng đến tay anh em, kiểm tra hàng. Ok thì thanh toán nha. Xin cảm ơn anh em ha. Đây, hai mẫu lồng, hiện tại chỉ có hai mẫu này thôi nha anh em ơi. Anh em ai cần chơi liên hệ cho Hào ha. Một cái 170 ngàn, cái này này là 150 ngàn chọn bộ luôn nha, tất cả chưa bao gồm phí ship nha anh em. Hello, xin chào anh em nha. Anh em truy cập vào web đồchơichim.com để ghé xem hàng và mua ủng hộ Hào nha. Cảm ơn anh em.